Đây của anh Trung là từ đây vào à? Đấy, dọc đấy. Xanh này là bao nhiêu đây anh? Xanh đấy thì 2,5 triệu cho lên đường. Đây ở dưới. Xanh quê đúng không nhỉ? Xanh quê. Xanh quê đấy. Cũng được đấy, cây này được đấy. Cây già. Cái này chắc là ngâm nước đi. Nghệ đấy. Dưới thì bao nhiêu anh? Đấy. Dưới là 800. 800 đấy. Bé này nhưng mà cho lên cái chậu đẹp đẹp hay phết. Cứ nuôi trong nhà cắt. Cứ lên là cắt. Kho mổ rồi mà, 800.000. Đấy. 800.000. Bày thấp quá, hơi khó quay. Bày thấp quá. Dưới. Mai chữ thủy là bao nhiêu tiền anh? Mai chữ thủy là 1,5 triệu. Là chung 1,5 triệu. Nghịch cây dị đấy. Cây đẹp đấy. Co quắp kinh chưa? Đấy. Co lắc kiếp. Cái trên thì xuống lá. Vừa mát lắm. Đây mềm mại như tay em bé kia. Còn sao bác là có người yêu rồi. Đấy. Yêu nhanh còn kịp không có. Cái gì đây? Cả thớt à? Thớt. À. Hôm nay là gọi là bách hóa tổng hợp. Bách hóa tổng hợp từ cho anh lên sóng cả sớt. Thớt này chắc đồ quý không bán. Thớt này về bày cây được đấy. Rồi. Một mai. Chợ đá đi chợ vui đấy. Con lạch. Đấy. Gì để đất à? Đây, xuống thấp như này. Chắc là lắng cho cái lưới cháu xuống cho cây xanh của chúng lên. À, ông gửi bán chắc. Đây. Du này. Đúng rồi, Hùng không? Hùng á? À? Anh ấy chả biết chạy à, đằng sau đấy. Già sạch phết. Đấy, nằm chậu lâu là nhìn nó thế này, da rẻ thế này. Đây cây của anh Hùng. Đấy, có hình có dáng rồi đấy. Cây hồng mộc mai này nghệ thuật. Vâng, sớm là con đi làm. Đây cây của anh Tuấn à? Kình ơi, kình thiếu nữ sắp về nhà chồng sao rồi? Đúng rồi, nhưng mà đưa tiền là em cũng nhận đấy. Quả to lắm này, quả to lắm. Nghệ nhân xấu hổ ấy, cái này bao nhiêu ấy nghệ nhân? Chốt một phát 3 triệu. 3 triệu. Chốt đấy. Chốt đấy. Đang thẹn đấy. Chốt sớm đi, đang đẹp trời. Nhiều người hỏi lắm còn đòi 3,5 triệu nhưng hôm nay nói 3 triệu. Đấy, nói đúng giá đấy. Giá bán. Có một quả rất to đấy. Đây này. Hiếu. Lê Minh Tuấn này bao nhiêu tiền một cái này đây? Đấy là 300 tiền đây. 300 à? Có chân không nhỉ? Có chứ. À có chân. Là tự dân chân là cái này chắc được nó gọi là hàng gì nhỉ? Quảng Ninh cũ. Quảng Ninh cũ à? Quảng Ninh.
Bình anh thanh lý được món. Ừ. May quá. Ôi. Đẹp lắm. Trông dáng làng thì quá đẹp. Thế còn cây này? 1,5 triệu chú. 1,5 triệu. Xin mời anh em ủng hộ Lê Minh Tuấn. Ôi. Nào hai cây mẫu đơn ghê này. Của Lê Minh Tuấn đấy. À. Một vàng một đỏ đây. Một vàng một đỏ. Các cái này thì Minh Tuấn bán cây này bao nhiêu tiền đấy? 15 triệu. 15 triệu. Hai cây bằng tiền. Và đại hoa lắm nhưng mà muốn các hạ làm à, thế. 15 triệu một cây. Một mặt kia đẹp, hai mặt đẹp. Rồi, ok. Lê Minh Tuấn, Lê Minh Tuấn đây mang nhiều đấy. Cứ cần nổ số chứ? Có chứ, nổ đi. Liên hệ với Lê Minh Tuấn là số điện thoại là 0919833608 nha. À, 0919833608. Cảm ơn chú Tuyền nhé. Đến từ quê hương Vĩnh Phúc rồi. Đúng nhỉ? Đúng rồi. Bánh bao đây. Đây, đường dưới. Ai bánh bao nóng đây? Sau đây. Đang nhiều hoa này. Bao nóng đây. Bánh bao đây. Đây này, cái mô đơn này cũng đẹp này. Đây là cái của anh Hiếu, Hiếu đến từ Dương Nội. Cây này là cái đơn này đồng chí ơi. Đơn đấy. Bao tiền cây này đấy? 10 triệu. Đó. 10 triệu. Quá. Chuyện này. Già, già già vỡ thân này. Phát thân đấy. Chuyện để đẹp. Đấy, 10 triệu. Đấy, sung sung siêu quả. Sung siêu quả. Đấy, nhiều lắm. Ở đây mình chỉ quay những cái chỗ đó, nó sạch sạch một chút. Xin chào ông. Ông vừa bán được nhiều lắm ấy, đúng không? Đây à, cây của ông từ đây rồi lại à? À. Ô, cây này chuyển đổi sang đây rồi. Cây này, cây này, cây này. Cây nhỏ này vẫn mất diện tích. 15 năm sau bằng cái bích đi mà. Cây này bao tiền đấy ông? 8 triệu. 8 triệu. Đó. Cái này về này dỡ cái đất, cái này dỡ đất ra. Đấy, có phun thuốc đấy chứ không chí nhiều lắm phun rồi. Hôm trước có quay cây này rồi, cây này cũng thế. Trồng đến nỗi lá nó như tròn như đồng tiền rồi nhưng mà nó là sita đấy. Xanh quê đây. Xanh quê cũng có quay vài lần rồi. Đấy. Cả cái này luôn à? Làm mớ luôn. Cây này của do ông rồi bán bao nhiêu tiền đấy? 8 triệu. Đấy, cây này nuôi được. Lưu Ngô sắp chết rồi. Sau nó ra nó cũng không đủ lưu. Dạ, nó phải sắp chết rồi. Sắp chết à? Sắp chết thì chắc giá rẻ lắm nhỉ. Lưu quanh thân xẹo nó tròn đấy. Bao tiền ông? Ừ. Bao tiền đấy? 7 triệu. 7 triệu à? Chết, sắp chết và đắt phết nhỉ. Để tướng, để tướng Lưu Ngô. Hai mặt đều đẹp, ăn thật. Chúng mà nghịch cây. Ừ, ông bà đẹp thì đẹp thôi. Lưu Hồ dị tướng nhưng mà lấy được vợ xinh lắm. Quá hay. Chúc mừng ông.
cả đây nữa à? Thế ông mang được nhiều nhỉ? Hai xe cùng nhỉ. Đấy. Bên này thì bao nhiêu ông? 2 triệu. Một nhành móng. À không phải móng, là móng đấy. Cháu bàn có bàn đâu mà để. Nhà có bàn đâu. Quê. Quê. Đây quê quá, không phải là móng. 2 triệu. Lấy 3 đấy. Hả? Đấy. Đây xin ra đề đấy. Xin ra đề. Của ba. Ba là bao tiền đấy ông? Đâu? Của ba này. 1,5 triệu. Còn đây tay chua không? Còn đây là 1 triệu. Xin. Đây. Quánh mẻ hàng lớn đấy. Đây hết tiền rồi nha. Còn anh nhỏ yêu. Đây, điện đây, điện cũng già đấy, bé nhưng cũng già phết đấy. Thế còn cây này của ông là bao tiền? Cái đẹp, cây 4 triệu. Ông gọi cán bộ ra xem có thích không? Cán bộ nào? Cán bộ Hải. Hải là chó đẹp nhé. Chán ra mình gọi. Ok không? Mượn. Chà, hôm nay xe hàng không chất lượng đấy. Rồi. Vả đây. Sung vả. Vả đây. Đồng đẹp lắm. Sung đếp. Vả này là bao nhiêu tiền một cây đấy không? Triệu rưỡi. Nghệ nhân cộng hòa xét. Thôi dưới này có phải của ông không? Không phải à? Cái này báo giá bao nhiêu? Giá 4 triệu con cây này. 2,5 triệu. Hai triệu. Này 3 triệu. Quê. Liên hệ Cộng hòa Séc nha, hôm trước có báo số rồi. Ok các bác, để sang khu vực phục vụ các bác khác nhé.